Vài năm trở lại đây thì việc cho con bú sữa công thức ngay khi bé mới sinh đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Việc các bậc cha mẹ có thể mua những hộp sữa công thức thì cũng rất là dễ dàng. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết rằng sữa công thức lại là thứ rất khó mua ở những nước phát triển hiện nay. Trong phóng sự sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là vì sao sữa công thức lại được dùng một cách thận trọng như vậy ở những nước đang phát triển, những nước phát triển như là Anh, Pháp hay là Mỹ. Ở các nước phát triển, sữa công thức được dùng rất thận trọng, chỉ khi có chỉ định của bác sĩ. Điều này vì nhiều lẽ. Thứ nhất, sữa công thức không được chấp nhận là có thể thay thế cho sữa mẹ vì sữa công thức dù là loại tốt nhất cũng chỉ cung cấp được một số thành phần dinh dưỡng chính gần như sữa mẹ. Nói cách khác thì sữa công thức chỉ là một loại thực phẩm. Thứ hai, việc nuôi con bằng sữa công thức phải rất thận trọng, như đảm bảo sữa được pha bằng nước sạch, pha đúng liều lượng, nguồn cung cấp đầy đủ và các dụng cụ cho bú. Đặc biệt là bình sữa phải được vệ sinh đúng cách, nếu không có thể ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa của trẻ. Thêm vào đó, trong những tháng đầu đời, hệ tiêu hóa của bé rất khó hấp thụ được những thứ khác với sữa mẹ. Nhiều trẻ đã bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc là táo bón khi sử dụng sữa công thức. Có những cái nghiên cứu đã được công bố bởi Bộ Y tế của các nước đó, ví dụ như Bộ Y tế Anh và Bộ Y tế Mỹ, họ đã có những cái nghiên cứu là vì cái thế hệ trước khi mà sử dụng đồ hộp nhiều quá, cụ thể nhất là sử dụng sữa công thức bột nhiều quá, thì cái thế hệ này á, là đang có những cái chứng bệnh như là tiểu đường, béo phì, tim mạch, mất trí nhớ, chưa từng bao giờ nhiều đến như thế. Thì họ cũng có một cái khuyến cáo là cái thế hệ mà cách đây 30 năm đã nuôi sữa công thức, bây giờ là gánh nặng của cái nền y tế. Chị Nguyễn Kim Thanh ở Cổ Nhuế, Hà Nội. Trong lần sinh đầu tiên, chị cho con bú sữa công thức ngay từ đầu và đó là một sai lầm lớn dẫn đến việc chị bị mất sữa. Trong lần sinh thứ hai này thì chị đã thành công trong việc cho con bú sữa mẹ. Bé bú càng nhiều sữa công thức thì lại càng giảm cái lượng bú của bé trong sữa mẹ và sẽ làm sữa mẹ giảm đi, và nếu như càng dần sẽ dẫn đến có thể là mất sữa mẹ, và đó chính là cái sai lầm mà em gặp trong bé đầu tiên ấy. Và khi bé sau thì em sửa chữa bằng cách là hoàn toàn không cho bé bú sữa công thức, tin vào bản năng của cả mẹ và cả con, tức là bị bản năng của con là con bú và bản năng của mẹ là sản xuất sữa cho con, và mọi thứ sẽ rất là trôi chảy theo đúng tự nhiên. Vì vậy, kinh nghiệm rút ra là tuyệt đối không cho con bú sữa công thức ít nhất là 6 tháng đầu sau khi sinh. Không có người mẹ nào không có sữa mà chỉ có người mẹ chưa cho con bú đúng cách. Hãy nuôi con bằng bản năng tự nhiên, bằng những kiến thức đúng và tất cả tình yêu thương của mình.